Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm phân chuối nha. Thì cái chuối này thì các bạn biết rồi, cái hàm lượng kali của nó rất là cao. Nó rất tốt để cho mình ra bông với ra trái. Thì nguyên liệu trước tiên mình chuẩn bị là các bạn chuẩn bị cho mình cái vỏ chuối trước. Cái thứ hai là một cái container, là một cái hộp mà nó có nắp đậy các bạn. Ở đây mình có cái nồi này mình không có sử dụng. Và bây giờ mình sẽ lấy cái nồi này mình sử dụng luôn. Bọt tình mình có sẵn đây này, mình đang làm dở ngoài vườn. Rồi tiếp theo cái vỏ chuối này nè các bạn. Các bạn sẽ cắt nó nhỏ ra. Các bạn cắt nó càng nhỏ thì cái khả năng phân hủy của nó càng nhanh. Các bạn lấy dao các bạn thái nhỏ cũng được. Rồi tiếp theo là cái đất potting của mình đây này các bạn. Các bạn sẽ rải nó lên trên. Các bạn có thể trộn đều lên cũng được. Đó, hôm nay mình đã có vỏ chuối đây này các bạn. Mình tiếp tục mình bỏ vô. Các bạn ủ cho nó mục ra. Càng mục càng tốt. Các bạn có cái compost ở ngoài vườn, đổ thêm một chút xíu cho nó làm mồi cũng mục cũng được, để cho nó nhanh thôi. Còn mình làm từ đầu thì cũng không sao. Rồi là cái vỏ chuối. Các bạn chỉ cần vỏ chuối này là được rồi. Nhưng mà mình có cái vỏ trứng này này. Mình bỏ vô. Mình chỉ bỏ cái chọn lọc thôi nhá, mình không có bỏ linh tinh. Cái cầm phọt ngoài vườn là rau quả rồi. Còn cái này là mình chỉ làm chuối thôi, để mình đẩy cái hàm lượng kali cho nó lên thật cao, để cho cây của mình nó ra trái mới ra hoa, ra bông. Bây giờ cái vỏ trứng này bây giờ mình bỏ vô, mình nghiền cho nó nát ra. Cái vỏ trứng này là nó có rất nhiều canxi, là mình sẽ bao gồm là canxi với kali ở trong này rất là nhiều. Rồi bây giờ cái đất potting mix hay là cái đất compost, các bạn mua ở ngoài tiệm hay tự làm đều được hết. Các bạn trải lên cho mình. Đậy lại. Các bạn để luôn như thế này các bạn làm cũng được, nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Còn nếu như mà mình làm nhỏ ra, càng nhỏ thì nó càng đẩy nhanh cái quá trình phân hủy đó các bạn. Bạn sẽ bỏ vào trong cái thùng kín như vậy. Đấy, rồi các bạn đậy nắp lại. Các mình để trong nhà cũng được. Trước khi làm thì mình sẽ bỏ một chút xíu cái đất potting mix xuống dưới này để làm cái nền. Đây là cái đất mà mình có ủ đây này. Nó có một cái hay ấy là nó có một chút xíu run ở dưới này. Đấy, nó cũng rất là thuận tiện trong cái quá trình phân hủy compost. Rồi cái vỏ chuối này bây giờ nó rất là mềm thôi, nó không có cái gì hết. Các bạn có thể bỏ luôn vào đây mình ủ cũng được. Nhưng mình muốn là nó phải nhanh. Cho nên là bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái máy xay sinh tố này nè các bạn. Mình sẽ xay nó ra. Mình sẽ làm một cái chất mà rất là giàu kali mà tự nhiên. Đấy, cái này là mình những cái mà phân mà mình mua mà cái hàm lượng kali cao là mình sẽ phải trả rất là nhiều tiền đấy các bạn. Trong khi cái này thì mình không có mất tiền. Rồi cái nước này mình bỏ vô chút xíu, bởi vì cái máy này nó phải có nước. Sau đó là mình sẽ bỏ vào đây mình. Được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong đây. Sẽ rất là nhanh tan cho mình. Mình mới cho nước và mình rửa, các bạn bỏ xuống gốc cây rất là tốt. Ở đây mình có cái gốc hoa hồng đây. Bây giờ cái này mình sẽ phủ cho nó thêm một cái xíu lên trên mặt nha. Mình sẽ đem mình ủ các bạn. Các
nên lấy một cái bao ni lông, mục đích là cho nó tối lại bớt. Và các bạn để vào trong cái chỗ mát nha, các bạn để trong nhà cũng được. Hôm nay mình sẽ bỏ thêm vỏ chuối vào, cắt nha các bạn, cắt nhỏ. Đấy, mình làm hai cách luôn, xay nhuyễn thì càng tốt, còn nếu mà không xay nhuyễn thì các bạn có thể. Và bây giờ mình có hai cái đồ để mà làm phân chuối này các bạn. Cái này mình mới cắt một mớ vỏ chuối vào đây. Bây giờ mình đổ hai cái làm một. Cái này mình có làm trước, cái này mình làm sau. Bây giờ mình đổ chung một luôn. Các bạn xay cũng được, mà các bạn cắt cũng được. Đấy, cái nào xay thì nó nhanh hơn. Đấy, nhưng mà nó mất công, phải lấy đồ. Đấy, còn nếu như mà mình cắt thì nó cũng chậm hơn chút xíu. Đấy, trong này là hiện tại đang có giun lên này các bạn. Đấy, nó sinh sôi nảy nở trong này là chứng tỏ là căm bọt của mình rất là tốt. Mình sẽ trộn hết vào nhau luôn. Mình làm một cái thôi. Có thể là mình trộn đều lên cho nó. Đấy, căm bọt là rất tốt đấy các bạn, là tự nhiên luôn. Bây giờ để cho nó chắc ăn đấy các bạn, mình sẽ bỏ thêm một cái chút xíu cái Epsom sốt. Epsom sốt là cái muối Epsom, để cho mình tránh cái hậu họa sau này là sên hay là mấy con bọ nó sẽ đẻ ra. Bây giờ mình sẽ phòng ngừa luôn, mình vừa trị và mình vừa sau này luôn. Các bạn có thì cho, không có thì không sao hết, có thể bổ sung sau này. Rồi sau đó mình đậy lại. Cái phân chuối của mình hôm nay là đạt yêu cầu rồi đó các bạn. Đấy, các bạn để càng lâu nó càng tốt. Cái này là cũng liệt vào loại black gold hay là gọi là vàng đen. Đấy, các bạn run đẻ ra run con đây này, rất là nhiều, rất là tốt. Cái này hàm lượng kali rất là cao, cho nên là nó sẽ rất tốt khi mà cái cây của mình cần ra trái nha các bạn. Các bạn có thể làm nhiều, nếu như các bạn có vườn nhỏ thì các bạn có thể làm như vậy là được rồi. Đấy, để các bạn làm như vậy á là rất là đơn giản. Ví dụ như mình có một cái nồi, là cái nhất là cái này nó sẽ giữ cho mình là cái độ tối, bởi vì giun là rất là cần tối. Cái thứ hai là nó kín nhưng mà nó vẫn còn cái hơi nước, nó vẫn thoát được ra cái khe này nè các bạn. Cho nên là nó vừa kín nhưng mà nó vừa hở, nó không có kín quá. Cho nên là trong này lúc nào nó cũng có cái độ ẩm. Các bạn nhìn thấy cái nắp vung này này. Nên mình không có làm cái gì hết, mình để suốt một thời gian thôi, nhưng mà cái độ ẩm trong này nó vẫn còn. Mà độ ẩm như vậy là vừa đủ rồi các bạn. Cái thứ hai này làm cũng rất là dễ. Đấy, con giun này rất là bự này. Đấy, như vậy là cái compost của mình là đạt yêu cầu, là tốt. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài, mình sẽ bón vào cây cho các bạn nha. Mình sẽ làm ví dụ cho các bạn là một cái. Ở đây mình có cái cây chanh nha các bạn. Cái cây này mình cho cái phân NPK đây các bạn, Dynamic Lifter, thì nó cũng rất là tốt. Nhưng mà nó sẽ phát triển lá rất là nhiều và cái thân của nó sẽ vươn lên. Bây giờ mình muốn cho nó ra trái mà nó không có phát triển lá nhiều. Đối với cái cây ăn trái này các bạn, cái phần chỗ gốc đây nè, các bạn nên làm cho nó thoáng ra. Bây giờ mình sẽ bỏ cái thằng compost này vô. Toàn là chuối mới bỏ trứng thôi, rất là nhiều canxi và kali, rất là tốt. Cái này là tốt nhất luôn đấy các bạn. Đấy, mình nên tránh cái gốc ra một tí xíu. Rồi cái đất cũ này nè các bạn, mình trả lại cho nó. Cái cây là hôm trước nó phát triển rất là nhiều, lá rất là sum suê, mình tỉa cho nó gọn lại rồi. Đó thì mình để hở phần gốc ra. Mình che cái này lại.
Rồi mình có cái sắt chữ U đây này. Có cái cây chanh này mình mua về mình trồng chơi các bạn. Đấy. Rất là nhỏ gọn. Đối với cái cây ớt này nè các bạn. Đấy, mình sẽ làm cho các bạn một lần nữa luôn. Mình cũng làm giống như vậy luôn. Cây ớt này mình có để trên cái khay nước này nè các bạn. Đấy, cho nó giữ cái độ ẩm cho mình. Các bạn có thể bới một chút xíu cái đất này của nó ra. Hoặc là các bạn có thể phủ thêm cũng được. Đấy, rồi cái phần chuối đây. Các bạn có thể bón xung quanh như vậy cho mình. Rồi mình đem cái đất này mình trả lại cho nó. Mình cố gắng mình hở cái gốc nó ra một tí cho các bạn. Cái này mình không có nên để kín. Rồi cái video của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. See you next time. Bye bye.